Tuổi thơ ngoài điện tử băng với Contra, dàn PC cùi bắp với Vice City, ra nét cỏ bắn Counter-Strike thì còn một tụ điểm chơi game nữa mà Mi Game tui hay lui tới, đó chính là siêu thị. Đúng rồi, anh em nghe không lầm đâu. Với một thằng nhóc tí tuổi cách đây gần 20 năm thì game thùng ngoài siêu thị đúng là một thứ rất gì và này nọ. Từ mấy game đua xe mô tô cho tới mấy game bắn súng, lần nào đi siêu thị cũng bắt bố mẹ mua xẻng cho bằng được để chơi, dù là biết trả qua nổi màn một. Và trong video ngày hôm nay, Mi Game sẽ nói về một tựa game thùng huyền thoại mà chắc chắn anh em nào cũng đã từng nghe qua, The House of the Dead. Sở hữu độ khó đầy thách thức với hàng đàn zombie nhun nhúc đầy màn hình, đây chính là tựa game đầu tiên trong đời dạy cho chúng ta bài học, muốn chơi thì phải nạp tiền. Nhưng với giá xẻng cắt cổ thì chắc hẳn hầu hết anh em ở đây đều chưa được trải nghiệm tựa game này hoàn chỉnh được. Với cả chắc cũng không ai để ý là game này có cốt truyện đâu nhỉ. Nên là Mi Game sẽ tóm tắt cốt truyện tất cả các phần The House of the Dead trong video này luôn, không dài dòng nữa, vào video thôi. Cơ mà trước khi vào cốt truyện, chúng ta hãy cùng điểm qua lịch sử của dòng game đã gần 20 năm tuổi này nhé. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1996, The House of the Dead là đứa con tinh thần của Sega và nhà sản xuất Takashi Oda. Quá trình phát triển của tựa game này bắt đầu từ năm 1994, ngay sau khi đội ngũ Sega cho ra mắt Virtua Cop. Với dự án mới này, Sega muốn nó phải thật sự khác biệt với Virtua Cop, nên là bái bai kẻ sắp bắt cướp nhá, chúng tôi muốn máu me kinh dị cơ. Ban đầu, Sega định làm một tựa game tâm linh với oan hồn, nhưng sau khi nghiên cứu thị trường thì họ mới phát hiện ra là khán giả thích zombie hơn và khái niệm xác sống phần nào nó cũng thực tế hơn là ma quỷ. Theo lời Takashi Oda, ông muốn làm game kinh dị đơn giản là để cho tụi con nít không chơi được mà thôi. Nhưng mà anh em biết rồi đấy, rốt cuộc ra siêu thị thì toàn là con nít chơi The House of the Dead không thôi. Bên cạnh đó thì Sega cũng muốn tựa game phải tạo được bầu không khí thật sự rùng rợn, cho nên đội ngũ phát triển đã lấy rất nhiều cảm hứng từ những bộ phim kinh dị thời này như The X-Files và Seven vào năm 1996 và DNA vào năm 1997. Và cuối cùng, họ chọn cái tên The House of the Dead cho dự án này sau một loạt những lựa chọn như The Horror Show, Zombie, The Deadly Dead. Và sau gần 2 năm phát triển, The House of the Dead ra mắt năm 1996 và gây được tiếng vang lớn, mở ra một series hái ra tiền cho cả Sega. Cùng với Resident Evil, The House of the Dead đã tạo nên cơn sốt game zombie, cũng như góp phần khiến cho zombie trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng đến tận bây giờ. Ok, bây giờ thì chúng mình vào phần chính của video này nhé. Hãy cùng Mi Game khám phá câu chuyện của The House of the Dead đầu tiên nào. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 1998 tại nước Anh. Cục tình báo và điều tra AMS cử đặc vụ Thomas Rogan và đặc vụ G đến căn biệt thự của tiến sĩ Kurian. Đây cũng là trụ sở của tập đoàn chuyên nghiên cứu di truyền DBR. Cả hai được cử đến để điều tra sự mất tích bí ẩn của một nhóm đặc nhiệm cũng như là những nhà nghiên cứu tại cơ sở này. Và vị hôn thê của đặc vụ Rogan, cô Sophie Richards cũng là một trong những nhà nghiên cứu bị mất tích. Rogan và G đến biệt thự Kurian ngay lúc một sinh vật quái dị giết chết một nhà nghiên cứu. Trước khi chết, nhà nghiên cứu đưa cho hai đặc vụ một bức ảnh của những người sống sót khác vẫn còn bên trong biệt thự. Sau đó, họ bắt gặp Sophie giả chết gần đài phun nước. Khi cô đoàn tụ với họ, một sinh vật có cánh xuất hiện và mang Sophie vào lại biệt thự. Rogan và G tiến vào căn biệt thự, tiêu diệt hàng đàn quái vật và gặp lại được Sophie. Nhưng Karyot, một con quái vật khổng lồ mặc giáp sắt xuất hiện và tấn công cô. Sau khi các đặc vụ giết chết Karyot, Sophie trong lúc hấp hối nhờ Rogan và G bằng mọi giá chặn đứng Kurian trước khi một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Và sau đó, Sophie gục chết. Dù đau đớn trước cái chết của Sophie, đặc vụ Rogan và G vẫn tiếp tục tiến sâu vào căn biệt thự đầy dãy quái vật này. Bộ đôi đi theo con đường khác nhau, cuối cùng dẫn đến trung tâm nghiên cứu của DBR. Khi leo lên mái nhà, Rogan và G gặp lại Hankman, sinh vật có cánh đã bắt cóc Sophie trước đó. Hankman thả hai nhà nghiên cứu xuống đất và giết chết họ trước khi lao vào chiến đấu với hai đặc vụ. Nhắm vào điểm yếu ở phần ngực, Rogan và G bắn chết được Hankman. Sau khi hạ gục được tên quái vật có cánh, Rogan và G tiến vào phòng thí nghiệm và cuối cùng diện kiến tiến sĩ Kurian, thủ phạm thảm họa kinh hoàng tại biệt thự. Sau khi cà khịa hai đặc vụ, hắn ta nhanh chóng bỏ trốn và để lại Rogan và G cho Hermit, một con quái vật hình nhện khổng lồ. Tuy nhiên, cả hai đặc vụ tiếp tục tiêu diệt được sinh vật này. Thảm họa tại căn biệt thự bắt nguồn từ nghiên cứu nhằm kiểm soát sự sống và cái chết của tiến sĩ Kurian. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu đã khiến hắn ta phát điên. Kurian giải phóng các sinh vật đang được chế tạo trong phòng thí nghiệm, tàn sát đội ngũ nhân viên của chính hắn. Vì thế, lũ sinh vật trong The House of the Dead không hẳn là zombie,
mà là những sinh vật được biến đổi gen và nhân bản hàng loạt thì đúng hơn. Về mặt di truyền, những sinh vật này không hoàn toàn là con người, mà còn có DNA từ những loài khác như thực vật, ếch, rơi, chim và côn trùng. Sau khi giết chết được Helmet, đặc vụ Rogan và G lần theo tiến sĩ Kurian vào phòng thí nghiệm của hắn. Bảo vệ nơi này là hai tên trùm Karyot và Hankman, lúc này đã được Kurian hồi sinh. Sau khi tiêu diệt được hai tên gác cửa, Rogan và G tiến vào đối mặt với Kurian, và bên cạnh hắn ta là cỗ máy chỉnh sửa DNA, Bioreactor. Kurian tự tin gáy rằng hắn ta bất khả chiến bại và kích hoạt kiệt tác của hắn, trùm cuối Magician. Tuy nhiên sau khi thức tỉnh, Magician phản lại Kurian và giết chết hắn ta bằng một quả cầu lửa. Sau một trận chiến đầy khó khăn, Rogan và G đánh bại Magician bên ngoài phòng thí nghiệm. Trước khi chết, Magician tung lời đe dọa rằng các người vẫn chưa thấy gì đâu. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, Rogan và G rời khỏi phòng thí nghiệm và bất ngờ thay, Sophie bằng một cách kỳ diệu vẫn còn sống. Cô chạy về phía màn hình và gửi lời cảm ơn đến người chơi. Không biết nãy giờ anh em có để ý không, nhưng những con chùm trong tờ House of the Dead đều mang những cái tên rất kêu, nào là Karyot, Hangman, Hermit và Magician. Nếu anh em nghe thấy quen quen thì cũng không có gì lạ, bởi chúng đã đặt theo tên của 22 lá ẩn chính trong bộ bài Tarot. Chắc là ông chủ Oda rất thích đi xem bói bài Tarot hay sao đấy, mà không chỉ phần đầu mà tất cả những phần The House of the Dead về sau, tên của các con chùm vẫn giữ nguyên truyền thống này. Tiếp đến chúng ta đến với The House of the Dead phần 2, với bối cảnh 2 năm sau những sự kiện ở phần đầu tiên. Ngày 26 tháng 2 năm 2000, đặc vụ AMS James Taylor và Gary Stewart lái xe vào trung tâm của một thành phố không rõ tên. Họ dự định gặp G trong một thư viện gần đó. Đột nhiên, một sinh vật tên là Zio bất ngờ xuất hiện và đe dọa họ rằng ta đã xử thằng G rồi, đây mới chỉ là phần khởi đầu thôi, tiếp đến sẽ đến các người. Zio sau đó ra lệnh cho một bầy quái vật tấn công James và Gary. Bộ đồ nhanh chóng hạ gục các sinh vật để tiến vào thư viện, nơi G lẩn trốn với một vết thương đầy máu me. Anh ta nói với họ rằng hai đặc vụ AMS khác là Harry Harris và Amy Crystal đang trên đường đến để hỗ trợ cho họ. Sau đó, G đưa cho James và Gary quyển sổ của anh, trong đó ghi chép lại những điểm yếu của nhiều sinh vật khác nhau. Zio lại tiếp tục xuất hiện và lần này nó dẫn theo một bộ áo giáp khổng lồ và không đầu tên là Quill. Nhờ vào quyển sổ của G, các đặc vụ phát hiện ra rằng Zio và Quill được kết nối tâm trí với nhau và cả hai được gọi là Judgment. Và điểm yếu của chúng chính là Zio. Sau khi đã ăn đủ đạn, Zio mất liên kết với Quill và bộ giáp khổng lồ ngã xuống. Zio nhanh chóng bị hạ gục ngay sau đó. Sau trận chiến, James và Gary gặp được Amy và Harry. Họ tin rằng thảm họa đang xảy ra trong thành phố này hoàn toàn tương tự với biến cố tại biệt thự Kurien năm 1998. Sau đó cả hai nhóm quyết định tách ra để tiến hành hai hướng điều tra riêng. James và Gary tiến vào sâu hơn trong thành phố và đối đầu với một sinh vật nguy hiểm khác là con thủy quái Hierophant. Sau khi tiêu diệt được con quái vật, James và Gary đi qua các kênh đảo trong thành phố trên một chiếc thuyền do Harry lái. Harry giải thích rằng Caleb Goldman, người đứng đầu một tập đoàn tài chính, mới là kẻ chủ mưu vụ việc biệt thự Kurien năm 1998 và hắn ta đang dùng công nghệ di truyền cho một âm mưu mờ ám. Đặc vụ Amy nhận được một cuộc điện thoại từ Goldman. Hắn ta bảo họ gặp hắn ta ở một đấu trường La Mã nằm ở phía bắc của thành phố. Harry, người tin rằng đây là một cái bẫy, nói rằng trong lúc họ đi gặp Goldman, James và Gary nên đi vào lối ngầm bên dưới thành phố. James và Gary đi vào cống thoát nước và đụng độ với một con quái vật rắn năm đầu tên là Tower. Sau khi bắn rụng 5 cái đầu của Tower, James và Gary nhận được một cuộc điện thoại của Amy nói với họ rằng có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra trước khi hét lên trong hoảng loạn và mất kết nối. Lần theo lối ngầm, James và Gary nhanh chóng đến được đấu trường La Mã. Đến nơi, Caleb Goldman chào đón họ thông qua một màn hình lớn và món quà chào mừng hai đặc vụ của chúng ta là Strength, một con quái vật khổng lồ vác theo chiếc cưa máy. Còn Amy và Harry thì đang bị thương và nhốt ở trong lồng. Trước khi ngắt kết nối, Goldman nói rằng hắn ta rất mong muốn được gặp lại các đặc vụ của AMS. Sau khi bị Strength đuổi theo muốn hụt hơi, James và Gary cũng hạ được con quái vật và quay trở lại với Amy và Harry. Harry đưa cho James và Gary chìa khóa xe ô tô, đỗ ở quảng trường thành phố, và Goldman đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà tại điểm A0063. Lấy được chiếc xe hơi từ bãi đỗ xe, James và Gary lái xe từ quảng trường thành phố đến cây cầu dẫn đến trụ sở của Caleb Goldman. Trong khi băng qua cây cầu, họ gặp lại Judgment và Hierophant. Tuy nhiên, cả hai con quái vật cũng không thành vấn đề với bộ đôi đặc vụ AMS. Cuối cùng, James và Gary cũng tiến được vào sân trước của trụ sở. Nhưng chưa kịp làm gì, thì Magician, con trùm cuối của phần 1 xuất hiện và lao ra khỏi cửa sổ tòa nhà,
bay về phía James và Gary. Sau một trận chiến đầy chật vật, cả hai hạ được Magician và tiến vào bên trong trụ sở. Khi vào trụ sở chính của Goldman, James và Gary bị vô số sinh vật nửa người nửa máy tấn công. Bộ đôi tiến về phía thang máy, đưa họ lên tầng 50. Các đạo vụ cuối cùng cũng đến được một phòng thí nghiệm, nơi họ lại đụng độ Tower thêm một lần nữa. Lần này con rắn năm đầu cũng nhanh chóng bị đánh bại thôi. Hai người đi lên cầu thang đến văn phòng của Caleb Goldman, kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi họ. Goldman bày tỏ sự tức giận của hắn đối với nhân loại và những tội lỗi mà họ gây ra. Sau một bài phát biểu ngắn, hắn ta đứng dậy và tiết lộ kiệt tác của mình, trùm cuối Emperor. Sinh vật thoát ra khỏi lồng ấp của mình và đe dọa sẽ hủy diệt loài người trước khi chiến đấu với hai đặc vụ trên sân thượng. Sau trận chiến chắc chắn anh em sẽ tốn nhiều xeng nhất từ đầu game tới giờ, James và Gary cuối cùng cũng hạ gục được Emperor, khiến hắn ta nổ banh xác. Bộ đôi tiến về phía Goldman, kẻ chủ mưu không hề lo sợ mà trái lại vẫn rất bình tĩnh bảo rằng đến lúc nào đó có kẻ khác sẽ kế nhiệm ta. Và dứt câu thì Goldman cũng lao mình xuống khỏi sân thượng tự sát. Tin rằng những việc họ làm là đúng, ngẫm nếu họ đã làm đúng, James thề sẽ tiếp tục chiến đấu. Hai người nói lời từ biệt Goldman và rời khỏi tòa nhà. Tiếp đến chúng ta đến với tờ House of the Dead phần 4. Tuy mang số 4 nhưng cốt truyện của tựa game này lại diễn ra trước tờ House of the Dead 3, nên là mình sẽ điểm qua nó trước nhé. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2003, hai đặc vụ là James Taylor và Kate Green đã bị mắc kẹt trong nhiều ngày trong phòng tài liệu tối mật tại văn phòng chi nhánh châu Âu của cơ quan AMS, nằm ở tầng hầm thứ 5. Chờ mãi mà lực lượng cứu hộ không tới, họ nghi ngờ rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố. Một ngày nọ, mặt đất rung chuyển và chiếc PDA của James bỗng tắt nguồn. Họ xem qua camera an ninh và phát hiện ra hàng đàn quái vật đã tràn ngập tòa nhà. James và Kate tự trang bị vũ khí và tìm đường đến sảnh thang máy để lên lại mặt đất. Trong khi cố gắng tìm lối thoát khác, một bàn tay khổng lồ xuất hiện tóm lấy James và Kate. Họ vùng vẫy để thoát được ra nhưng cuối cùng lại rớt xuống cống. Con quái vật bốn tay khổng lồ tên là Justice lộ mặt và tấn công hai đặc vụ. Sau khi hạ gục được con quái vật thì James và Kate tiếp tục tiến sâu vào cống ngầm. Quay trở lại trước đó vài ngày, hai đặc vụ James và Kate đang lục lại hồ sơ ở phòng tài liệu tối mật trong văn phòng chi nhánh châu Âu của cơ quan AMS. James nghi ngờ rằng các sự kiện từ sự cố 3 năm trước vốn đã được anh và đặc vụ Gary hóa giải vẫn chưa kết thúc. Bất thình lình một trận động đất xảy ra làm sập cả tòa nhà, khiến cho cả hai bị mắc kẹt bên trong. Quay trở lại hiện tại, James và Kate chiến đấu qua các cống rãnh đến một khu vực đang được xây dựng để mở rộng văn phòng chi nhánh với hy vọng có thể lên được mặt đất từ đó. Cả hai bước vào phòng thông tin mật để tìm bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến vụ việc. Họ phát hiện ra âm mưu phóng tên lửa hạt nhân, xác nhận sự nghi ngờ của James. Hai đặc vụ vội vã đến thang máy xây dựng nhưng buộc phải nhảy xuống khi Lovers, một con nhện được nhỏ dính chặt dưới một con cái lớn hơn, chộp lấy thang máy. Sau khi bị bắn gục, con nhện Lovers rơi vào trục thang máy và chết thảm. Sau khi thoát khỏi Lovers, James và Kate buộc phải từ bỏ thang máy xây dựng vốn bị hỏng sau trận chiến và phải tìm cách khác để lên mặt đất. Họ vào hệ thống tàu điện ngầm bị bỏ hoang và sau khi chiến đấu với nhiều loại quái vật, cả hai đến được một đoàn tàu có thể hoạt động được. Tuy nhiên ngay khi lên được tàu thì họ lại bị phục kích và truy đuổi bởi Empress, một con quái vật cầm cưa máy. Hai đặc vụ chiến đấu kiên cường và giết Empress, khiến ả ta rơi ra ngoài và bị tàu chạy đâm trúng. Chưa kịp mừng thì Kate nhận ra phía trước đường ray là một đống gạch vụn và họ buộc phải nhảy khỏi đoàn tàu. Sau trận chiến với Empress trong hệ thống tàu điện ngầm, James và Kate đến được một khu mua sắm dưới lòng đất. Kate tự hỏi liệu có ai sống sót hay không. James hy vọng rằng họ đã sơ tán. Các đặc vụ tiêu diệt được đám sinh vật ở đây và lên mặt đất. Đột nhiên, họ bị Temperance, một con quái vật khổng lồ béo với khả năng vô hiệu hóa sát tường từ súng đạn. Các đặc vụ rút lui đến một cái tháp đồng hồ, vượt qua hàng đống quái vật ở đây để leo lên đỉnh tòa tháp. Temperance tấn công họ lần cuối cùng, nhưng họ sử dụng đòn bẩy để thả một chiếc đồng hồ khổng lồ lên đầu con quái vật và giết chết nó. James và Kate tiếp tục lên mái nhà. Cả hai hoảng hốt khi phát hiện ra cả thành phố đang chìm trong đổ nát. James và Kate nhanh chóng tiến đến qua trụ sở của Caleb Goldman để ngăn chặn vụ phóng tên lửa hạt nhân. Nhưng trước hết, họ phải tiêu diệt được Star, con trùm canh gác tòa nhà. Sau khi tiêu diệt được hắn ta, cả hai đi thang máy lên tầng 49. Với 5 phút còn lại trên đồng hồ, Kate giúp cho James leo lên một cầu thang, động viên anh đừng từ bỏ hy vọng. Sử dụng máy tính được giấu trong bàn của Goldman, hai đặc vụ của chúng ta vô hiệu hóa tên lửa hạt nhân khi đồng hồ chỉ còn lại 30 giây. Màn hình máy tính chuyển sang tin nhắn video do Goldman để lại.
hắn ta chúc mừng các đặc vụ và tiết lộ rằng hắn ta không có ý định hủy diệt thế giới mà chỉ đơn thuần là đưa loài người trở lại trạng thái tự nhiên mà thôi. Tuy nhiên, hắn ta không thể làm bất kỳ điều gì vì hộp Pandora đã được mở, nhưng vẫn còn hy vọng cho các đặc vụ nếu họ đi xa đến thế. Tòa nhà rung chuyển và từ trong sân tòa nhà trồi lên World, một con côn trùng khổng lồ và là kẻ kế vị Emperor. James và Kate chiến đấu với World, nhưng con quái vật tiếp tục phát triển và tiến hóa bất chấp mọi nỗ lực của họ. Nhận ra điều này, James đã chiếc PDA của mình ở chế độ tự hủy và bảo Kate đừng từ bỏ hy vọng. Sau đó James hy sinh bản thân để kéo theo con bọ World trong vụ nổ. Và cuối cùng, Kate đau đớn trước cái chết của người cộng sự và buồn bã rời khỏi tòa nhà Goldman. Câu chuyện của tựa House of the Dead tiếp tục trong tựa game House of the Dead Scarlet Dawn. Đây là một phần game mới nhất ra mắt vào năm 2018, nhưng câu chuyện của Scarlet Dawn lại diễn ra ngay sau tựa House of the Dead phần 4. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2006, đặc vụ AMS Kate Green và Ryan Taylor, em trai của đặc vụ quá cố James Taylor, được phái đến dinh thự Scarecrow để điều tra bí mật có tên là Code R. Trong lúc đang dùng bữa tối, chủ căn dinh thự đã giải phóng đám sinh vật biến đổi gen khiến chúng tấn công vào các vị khách. Hai đặc vụ AMS chiến đấu đến nơi an toàn. Kate sử dụng chiếc PDA của cô để gọi một chiếc máy bay trực thăng không người lái nhưng nó bị rơi và khiến tòa nhà sụp đổ. Giờ không còn ai đến giải cứu, Kate và Ryan buộc phải khám phá tòa dinh thự. Họ đụng độ những gương mặt quen thuộc của tựa House of the Dead như là quái vật bọc thép Karyot trong khu nhà phụ, quái vật bạch tuộc High Priestess trong phòng thí nghiệm và quái vật cánh rơi Hangman trong khi đi qua hành lang thang máy. Kate phát hiện ra chủ sở hữu dinh thự là Thornhurst, một người đàn ông được cho là đã chết vì bệnh. Còn Code R là dự án con tàu Noah bí ẩn của hắn ta. Hóa ra, hắn ta có dính líu tới các nghiên cứu sinh học của tiến sĩ Kurian và Caleb Goldman. Vào năm 1880, tổ tiên của ba người này đã thành lập một tổ chức vô danh, đó cũng là cội nguồn cho các sự cố sinh học bao năm qua được cơ quan AMS điều tra và xử lý. Kate và Ryan chiến đấu qua một nhà thờ và cuối cùng đối đầu với Thornhurst. Hắn ta tiết lộ rằng mục đích của con tàu Noah là cuộc sống mới được sinh ra trong một sự tiến hóa mới. Hắn ta giải thoát kiệt tác của mình, Moon, một con quái vật miễn nhiễm với súng đạn và không ngừng tiến hóa. Khi tất cả dường như là vô vọng, Ryan cắm một thanh sắt vào đầu của Moon, giết chết sinh vật này khi nó bị sét đánh. Sau đó, Kate nói với Ryan rằng cô tin đây là sự can thiệp thần thánh của James. Khi mối đe dọa bị vô hiệu hóa, Kate và Ryan rời khỏi Scarecrow Manor trong lúc mặt trời cũng vừa ló dạng. Và chúng ta đến với phần game cuối cùng theo dòng thời gian của series. The House of the Dead phần 3 diễn ra tận 20 năm sau những sự kiện ở biệt thự Kurian Residence. Vừa mới vào game, chúng ta đã gặp lại ngay đặc vụ Thomas Brogan, một trong hai nhân vật chính của phần đầu tiên. Anh và cộng sự Yukio đang chạy trốn khỏi những sinh vật đột biến, nhưng Yukio bị dồn vào chân tường và bị giết chết. Cùng với người đồng sự còn lại là Dan Taylor, Brogan và Dan chiến đấu với những sinh vật đột biến. Trong lúc tiến đến phòng ấp trứng của Will of Fate, cả hai cố gắng liên lạc với những người sống sót nhưng không thành công. Khi đến được phòng ấp trứng của Will of Fate, cả hai bị tấn công bởi một nhân viên bảo vệ đột biến cao to đen hồi và Brogan bị một nhân vật bí ẩn tiếp cận. Và màn chơi đầu tiên kết thúc với vô vàn sự khó hiểu. Nhiều năm trước đây, trước cả biến cố tại biệt thự Kurian, tiến sĩ Kurian nói với cậu con trai Daniel rằng ông sẵn sàng làm những thứ sai trái, cấm kỵ, miễn là cứu được con trai ông. Trở lại với hiện tại, Lisa Rogan, con gái của Thomas Rogan cùng với đặc vụ G đến vùng ngoại ô của phòng thí nghiệm DBA bằng ô tô. Sau khi mất liên lạc với Thomas Rogan trong gần 2 tuần, Lisa hứa với mẹ sẽ mang bố về khi cô và G chuẩn bị bước vào tòa nhà. Sau khi tiêu diệt một loạt sinh vật đột biến dọc đường đi, thì Death, gã bảo vệ cao to đen hôi lại xuất hiện và hắn ta nhanh chóng lao vào đuổi theo, tấn công Lisa và G. Lisa và G cố gắng tiếp cận tòa nhà bằng cách đi xuống cầu thang đến bãi đậu xe dưới lòng đất, nhưng Death nhảy xuống đuổi theo, trong lúc cả hai trượt vừa lọt qua cửa của sảnh thang máy trước khi nó đóng lại. Tuy Death vẫn lì lợm, cố gắng đập phá để phá vỡ cánh cửa nhưng hoàn toàn vô ích bởi khi Lisa và G đến thang máy kịp thời. G hỏi Lisa rằng cô ấy có ổn không? Cô trả lời bằng cách nói rằng cô ấy chỉ hơi run thôi. Sau đó họ nói về Rogan, nhiệm vụ hiện tại của Lisa và G khiến cô nhớ về người cha của mình. Cặp đôi chiến đấu với nhiều sinh vật khác nhau trong cơ sở, bao gồm cả những xúc tu khổng lồ. Lisa nhận xét rằng cơ sở này giống như một khu rừng nếu người chơi chọn phòng thí nghiệm bio, hoặc bên trong một nhà máy khổng lồ nếu người chơi chọn nhà máy bio. Cuối cùng, họ đối mặt với nguồn gốc của các xúc tu là Sun,
một loài thực vật bị đột biến. Sau khi đánh bại Sun, Lisa và G cho nổ vỏ cây đang chắn cánh cửa để trốn thoát sang phía bên kia của cơ sở. Lisa, Rogan và G cuối cùng cũng đến được cơ sở nơi Will of Fate đang được cất giữ và cùng nhau đi tìm Thomas Rogan giữa vòng vây của hàng loạt sinh vật đột biến. Cuối cùng họ cũng đến được Rogan. Nhưng màn đoàn tụ gia đình của Lisa lập tức bị gián đoạn bởi một nhân vật bí ẩn. Trước khi G kịp động thủ, Rogan ngăn cản anh ta. Nhân vật bí ẩn tự nhận mình là Daniel Kurian, con trai của tiến sĩ Kurian, và anh ta cũng là người đã cứu mạng Rogan trước đó với hy vọng có thể ngăn chặn thảm họa. Trong lúc G ở lại để chăm sóc vết thương cho Thomas, Lisa và Daniel đến phòng ấp trứng của Will Fate. Daniel mô tả sinh vật này là di sản cuối cùng của cha mình. Sau khi chết vào ngày 18 tháng 12 năm 1998, cơ thể của Kurian đã trải qua quá trình hồi sinh trong tận 19 năm. Will Fate thức tỉnh và tự nhận hắn ta chính là Kurian, với sức mạnh sẵn sàng mang đến sự hủy diệt và tái sinh cho cả thế giới. Căn phòng biến thành một cõi giống như không gian ảo. Cuối cùng cả hai cũng đã đánh bại được Will Fate. Trong lúc hấp hối, Will Fate cảnh báo rằng thế giới đang lâm nguy bởi sự bùng nổ dân số của loài người. Lisa không tin, nói rằng loài người có thể tự lo cho tương lai của họ trước khi Daniel tuyên bố rằng sinh vật đó không phải là cha mình và nổ phát súng kết liễu Will Fate. Thomas, G, Lisa và Daniel cùng bước ra khỏi tòa nhà. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Daniel dừng lại để đối mặt với tòa nhà và chào tạm biệt cha mình và thề rằng anh sẽ không để những nỗ lực của cha mình bị lãng phí. Anh cũng nói rằng, nếu con người đi sai đường một lần nữa, tôi sẽ quay lại đến nơi này. Sau đó, anh và Lisa cùng nhau rời đi. Và đó cũng là câu chuyện của toàn bộ series The House After Death. Chỉ cần xem video này thôi là anh em đã tiết kiệm được không biết bao nhiêu là xèng rồi. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe cho kênh Mi Game. Và nếu như các bạn muốn tụi mình phân tích tiếp câu chuyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngại ngần mà hãy để lại comment cho tụi mình biết nhé. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, 4, 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game để bọn mình có thêm động lực làm thêm nhiều video cho anh em nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.